Jim Rohn, 5 bước để sống cuộc đời xuất chúng. Xin chào, tôi là Jim Rohn. Tôi thường có một bài chia sẻ đặc biệt với mọi người và bài đặc biệt này sẽ phù hợp với những người đang khao khát sự thành công, muốn sống một cuộc đời xuất chúng và ngoại hạng. Và tại đây, tôi chia sẻ với các bạn về 5 bước quan trọng mà hầu như mọi người cần phải đạt được, cần phải thực hiện để đạt được thành công ở bất cứ lĩnh vực nào. Bất kể bạn đang trong công việc gì, bạn đều có thể thành công nhờ việc áp dụng 5 bước quan trọng này. Và 5 bước này sẽ giúp bạn từ một người bình thường trở thành một người phi thường nếu như bạn áp dụng chúng một cách nghiêm túc, kiên trì và bền bỉ. Và đây là 5 bước đơn giản. Bước thứ nhất, hãy nghiêm túc. Bạn hãy để ý xem, bạn không được sống hời hợt, mà hãy sống một cách nghiêm túc. Bởi vì cuộc đời của bạn là chính bạn tạo ra. Bạn không thể nào là một diễn viên hài, sống nhởn nhơ, vui đùa với cuộc đời của chính mình được. Bạn phải học cách sống nghiêm túc với chính cuộc đời của mình và phải thiết kế ra cuộc đời đó. Và ở đây tôi chia sẻ với các bạn có hai khía cạnh, hai điểm quan trọng nhất mà bạn cần phải nghiêm túc với mình trước tiên. Thứ nhất, đó là việc thiết lập mục tiêu. Bạn muốn đi về đâu? Bạn muốn có thứ gì? Bạn muốn trở thành ai? Bạn muốn chia sẻ điều gì? Bạn muốn có thu nhập bao nhiêu? Đây là những câu hỏi quan trọng giúp bạn xác định rất rõ đích đến cuộc đời của bạn là gì. 5 năm nữa, 10 năm nữa, bạn muốn đạt được gì? Bạn muốn có gì trong tay? Bạn hãy nghiêm túc với việc thiết lập mục tiêu và hãy coi rằng thiết lập mục tiêu là một trong điều quan trọng nhất đối với cuộc đời mỗi con người. Bởi vì bạn không thể nào mà không có mục tiêu mà bạn muốn đạt được nó được cả. Và khía cạnh thứ hai, đó là phát triển bản thân. Ở đây phát triển bản thân chúng ta chỉ cần hiểu một cách đơn giản, đó là việc bạn phải nỗ lực để trở thành con người bạn muốn trở thành. Phát triển bản thân là bạn phải nỗ lực để trở thành con người mà bạn muốn trở thành. Vậy những câu hỏi nghiêm túc bạn cần đặt ra với chính mình tại thời điểm này đó là: bạn muốn trở thành ai? Bạn muốn có những tính cách, muốn có những đặc điểm, muốn có kiến thức, kỹ năng như thế nào? Và đó là cái bước thứ nhất quan trọng trong 5 bước. Hãy nghiêm túc. Hãy nghiêm túc với cuộc đời, nghiêm túc với mục tiêu và đặc biệt là nghiêm túc với tương lai của chính bạn. Và bước thứ hai trong 5 bước, đó là hãy trở thành một con người thông thái. Và điều kiện để bạn trở thành một con người thông thái không thể nào đến do tự nhiên được. Một người tài giỏi thì 99% là do sự nỗ lực và chỉ có 1% đến từ tự nhiên mà thôi. Do đó, để trở thành một người thông thái, bạn hãy học hỏi, hãy đọc sách, hãy học hỏi từ người khác, học hỏi những kỹ năng, kinh nghiệm và những bài học từ họ đã trải qua. Và ở đây hãy nhớ, bạn không chỉ học những bài học thành công của họ, mà còn quan trọng hơn là bạn cần học những bài học về thất bại, những thứ mà họ đã phải trải qua để đạt được kết quả ngày hôm nay. Và ở đây tôi chia sẻ với bạn một số chiến thuật, một số cách mà bất cứ ai có thể áp dụng được và qua đó giúp bạn trở nên thông thái hơn. Các bạn hãy nhớ và ghi chép lại phần này và hãy đánh nốt chúng xuống và để tiếp tục áp dụng. Cũng như có thể một số bạn đã áp dụng rồi nhưng hãy áp dụng chúng một cách nghiêm túc. Và đây là một số chiến thuật tôi chia sẻ với bạn. Thứ nhất, đó là đọc sách. Hãy đọc tất cả những cuốn sách có thể, những cuốn sách liên quan đến cuộc sống của bạn, liên quan đến lĩnh vực của bạn đang thực hiện, liên quan đến mục tiêu, liên quan đến thói quen, liên quan đến tài chính, tất cả cuốn sách bạn phải đọc. Điều thứ hai đó là viết nhật ký. Nhật ký là một cách quan trọng để bạn học hỏi từ chính kinh nghiệm cá nhân mình. Bởi vì bạn sống không phải để tích lũy của cải, mà bạn đến thế gian này để tích lũy những trải nghiệm. Và chính trải nghiệm đó được những cuốn nhật ký ghi chép lại. Và đây cũng chính là một tài sản quý giá bạn để lại cho hậu thế, cho con cháu mình. Do đó, hãy chăm chỉ viết nhật ký mỗi ngày. Bạn đã trải qua những gì trong ngày hôm nay? Những niềm vui bạn có trong ngày hôm nay là gì? Nỗi buồn của bạn là gì? Thành công trong ngày hôm nay của bạn là gì? Những thất bại, những bài học bạn nhận được đó là gì? Hãy viết chúng xuống nhật ký. Tiếp theo, hãy tham gia các
câu lạc bộ, các hội nhóm, các buổi seminar chia sẻ về tư duy, về kỹ năng, về kinh nghiệm. Và tất cả những người thành công họ đều bắt đầu việc học hỏi. Và học hỏi là yếu tố đầu tiên để giúp bạn thay đổi, giúp bạn thành công. Bởi vì chỉ khi bạn học, bạn mới hiểu ra rằng bạn đang ở đâu, bạn cần điều gì và mục đích của bạn là gì. Khi đó mới là thời điểm chính thức bạn thay đổi từ bên trong. Các bạn hãy nhớ một bài học. Quả trứng mà đập vỡ từ bên ngoài, đó là cái chết. Và quả trứng mà nảy nở từ bên trong, đó là sinh ra một sinh mạng mới. Và để sinh ra sinh mạng mới này là một quá trình đau đớn, trả giá, và bạn cũng vậy. Bạn phải trả giá cho việc học tập, và phải sẵn sàng kiên trì để phát triển bản thân, để thay đổi. Khi đó bạn mới có thể trở thành con người bạn muốn trở thành. Và một câu tôi luôn luôn dạy mọi người, chia sẻ với mọi người trong suốt hơn 20 năm tôi chia sẻ. Có thể bạn đã nghe, nhưng đây là một câu quan trọng tôi muốn bạn lắng đọng, viết chúng xuống và ngẫm nghĩ về nó mỗi ngày. Đó là: đừng mong mọi thứ dễ dàng, hãy tập trung để có kỹ năng tốt hơn. Đừng mong mọi thứ ít thử thách, mà hãy ước rằng bạn đủ thông thái hơn. Bạn nhớ rõ câu này của tôi: đừng mong mọi thứ dễ dàng, hãy trở nên có kỹ năng nhiều hơn. Đừng mong mọi thứ ít thử thách, hãy ước mơ bạn có thông thái hơn. Và tiếp theo là bước thứ 3, hành động. Đây là một cây cầu nối giữa ước mơ và hiện thực của bạn. Bạn phải sẵn sàng hành động. Tôi biết rằng có nhiều người tôi quen biết, họ có rất nhiều những mục tiêu, những ước mơ, những dự định trong cuộc đời. Nhưng tiếc thay, cho đến cuối cuộc đời họ nhìn lại, họ chưa từng một lần dám bắt tay vào hành động để thực hiện những ước mơ đó. Và tất cả những ước mơ đẹp đẽ cao vời nhất vẫn nằm im trên trang giấy, những cuốn sách của họ. Do đó, hỡi các bạn, tôi mong rằng bạn hiểu ra điều này, rằng nếu bạn hành động thì mọi thứ mới có thể xảy ra. Còn nếu bạn không hành động thì không bao giờ có bất cứ một điều gì xảy ra, không phép màu xảy ra đối với bạn. Do đó, bạn phải học cách bắt tay vào hành động. Và quan trọng hơn nữa, hành động thôi là chưa đủ. Bạn cần phải học hành động một cách kỷ luật và đều đặn. Bạn phải hành động một cách kỷ luật và đều đặn. Hãy nhớ điều này. Bởi vì thành công không phải đến qua đêm. Bạn phải hành động một cách kỷ luật và đều đặn. Hết tuần này qua tuần khác, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác. Và có thể một số bạn chia sẻ rằng, và tôi biết rằng đây có thể là khó khăn của bạn khi bạn bắt tay vào hành động. Bạn có một kế hoạch, một dự định, một mục tiêu rất lớn và bạn choáng ngợp về nó, không biết bắt đầu từ đâu. Thì lời khuyên dành cho các bạn là, đó là hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ bạn có thể làm. Sau đó, bạn hành động những việc nhỏ một cách có kỷ luật. Bạn sẽ tiếp tục có đà và có động lực để tiếp tục thay đổi và hành động những việc lớn hơn. Và hãy nhớ câu gieo thói quen nhỏ gặt thành công lớn. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ, đều đặn, kỷ luật, và đó chính là bánh đà, là động lực để bạn tiếp tục, để bạn phát triển. Nó giống như cơ bắp của bạn vậy. Bạn không thể nào sau một ngày bạn chống đẩy 100 cái được. Bạn hãy bắt đầu từ 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, rồi tăng dần, thì chắc chắn một ngày bạn sẽ đạt được con số là 100 cái chống đẩy một cách tuyệt vời. Do đó, hãy hành động, can đảm bắt tay vào hành động và bắt đầu bằng những việc nhỏ, đơn giản bạn có thể làm được ngay, và kiên trì kỷ luật, tập luyện thói quen hành động này. Bước thứ 4, hãy luôn lạc quan. Sống ta đang sống trong thế giới đầy những bi thương, rất nhiều những tin tiêu cực đến với bạn hàng ngày. Do đó, một trong điều quan trọng nhất là bạn phải luôn giữ cho mình thái độ tư duy tích cực, lạc quan. Và chính những điều đó giúp bạn đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc đời. Bởi vì chúng ta là con người, do đó tất cả chúng ta đều phải gặp những khó khăn, những thử thách, những vấn đề luôn luôn đến trong công việc, trong cuộc sống, trong gia đình, trong sự nghiệp và đối với chính chúng ta. Do đó tư duy tích cực, lạc quan là liều thuốc giải, là cách thức tốt nhất giúp bạn vượt qua được chúng. Và có thể ngày hôm nay bạn đang thất bại, có thể bạn chưa đạt được mục tiêu của mình, mặc dù bạn đã nỗ lực rất nhiều. Bạn hãy nhìn lại rằng xem bạn đã đi được bao nhiêu xa so với những ngày đầu tiên. Con người bạn trở thành được ngày hôm nay đó là ai? Bạn đã làm được những điều gì? Bạn đã vượt qua những nỗi sợ như thế nào? Đó là những điều đáng tự hào nhất, chứ không phải là số tiền hay là của cải bạn kiếm được.
Và hãy ghi nhớ, điều quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà điều quan trọng là bạn trở thành ai. Do đó hãy luôn tích cực, lạc quan để sống với ước mơ của mình, chiến đấu với ước mơ của mình. Hãy sẵn sàng đổ mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu để đạt được ước mơ đó. Vì trong quá trình thực hiện ước mơ, mục tiêu của mình, con người bạn trở thành sẽ là con người kiên trung và đầy can đảm. Do đó bước 4 là hãy luôn sống lạc quan. Bước thứ 5, bước cuối cùng trong 5 bước giúp bạn từ một người bình thường trở thành một người phi thường. Và đây là một trong bước quan trọng nhất tôi chia sẻ cuối cùng, như mong các bạn để hiểu và thấm thía. Nếu bạn chưa hiểu, hãy đề nghị các bạn nghe đi nghe lại bước thứ 5 này. Và bước thứ 5, đây là một điều phân biệt giữa một người thành công và một người chưa. Ở đây tôi không nói thành công là bạn có nhiều tiền, nhiều của cải. Thành công đó ở đây là tôi nói về phong cách, về cách sống thành công. Do đó bước thứ 5 tôi nói về phong cách sống. Bước thứ 5, mỗi chúng ta hãy kiến tạo cho mình một phong cách sống thành công. Tôi nhắc lại, bước thứ 5 đó là mỗi chúng ta hãy kiến tạo cho mình một cái phong cách sống thành công. Phong cách sống thành công. Và đây có thể nói là mục tiêu cuối cùng của đời một con người. Có nhiều người họ đến thế giới này và nhiều người họ quá tập trung vào vật chất, về tiền bạc, về địa vị, về danh vọng. Họ quên mất rằng mục tiêu duy nhất của họ đến với thế giới này đó là để sống. Họ chạy theo những giá trị về vật chất, rồi họ quên mất cách sống. Và đến cuối cùng họ nhìn lại, hối tiếc nhận ra rằng là hình như họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Do đó bước thứ 5 đó là hãy kiến tạo phong cách sống thành công cho mình. Và ở đây tôi chia sẻ với mọi người trong 10 năm, 20 năm qua rằng để thành công, bạn cần phải có một cuộc sống có đủ sự cân bằng. Có đủ sự cân bằng, bạn phải dành thời gian cho chính bản thân mình. Đôi khi bạn phải dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, dành thời gian để suy ngẫm, dành thời gian để độc lập, dành thời gian để bạn hiểu chính mình hơn, bạn xem lại chính mình và dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Tôi biết rằng cuộc sống không chỉ là có về tài chính, mà bên cạnh đó rất nhiều yếu tố còn quan trọng hơn rất nhiều. Tất nhiên đây tôi nói tài chính không phải là vấn đề không quan trọng, nhưng chưa bao giờ tài chính là vấn đề quan trọng nhất. Và đây chúng ta còn về sức khỏe, về gia đình, về tuổi trẻ, về thanh xuân, về thú vui. Và một điều quan trọng nhất đó là về sự hạnh phúc. Tôi thử hỏi các bạn rằng, các bạn tập trung, nhiều người ta tập trung vào việc kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, nhưng không có hạnh phúc, không có niềm vui, không có sức khỏe. Vậy chúng ta kiếm tiền để làm gì ạ? Không phải là một phong cách sống thành công. Mà phong cách sống thành công đó là chúng ta có chọn vẹn đầy đủ những yếu tố đó. Về gia đình, về sức khỏe, về tài chính, về niềm vui, về hạnh phúc và về tuổi trẻ. Và đó, để làm được điều này, bạn hãy dành thời gian để tìm kiếm những môi trường mới để bạn học hỏi, phát triển. Dành thời gian cho chính mình để suy ngẫm. Dành thời gian để rèn luyện, phát triển sức khỏe. Dành thời gian để học tập. Có môi trường tích cực để cùng giao lưu. Và đây là bước thứ 5, bước quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là hãy kiến tạo phong cách sống thành công. Và trên đây là 5 bước rất quan trọng tôi chia sẻ với các bạn. Và đây là 5 bước tôi hầu như là chỉ chia sẻ với những người nào thực sự nghiêm túc khao khát thành công. Và ngày hôm nay rất là vui vì có dịp tôi chia sẻ lại với các bạn. Và hy vọng rằng các bạn có thể áp dụng chúng toàn bộ hoặc một phần, qua đó giúp bạn kiến tạo một phong cách sống thành công, hạnh phúc hơn. Và trước khi kết thúc, tôi có một câu nói quan trọng, cũng như đây là một lời nhắn nhủ chân thành của tôi đối với các bạn. Đó là, đừng đi trước tôi, bởi vì có thể tôi sẽ không theo sau bạn. Đừng đi sau tôi, vì có thể tôi không là người dẫn đường cho bạn. Mà hãy đi bên cạnh tôi và trở thành người bạn, luôn luôn đồng hành cùng với tôi. Chúc bạn thành công.